gia đình của em cũng không cho phép em đóng chung với một bạn nữ nào hết. Cái này là nỗi niềm của em thôi. Và sắp tới từ cái sản phẩm Đảo Cá Vàng, mọi người chỉ thấy mình đứng trong cái vai trò là đứng hát thôi, only đứng hát thôi. Và tại vì giữ hạnh phúc gia đình đó, cho nên là mình phải làm điều đó. Nhưng mà mình thấy hạnh phúc vì điều đó. Thấy trên màn ảnh thì thật sự là hạnh phúc đối với bản thân vì mình đã làm được một cái điều gì đó mà từ lúc nhỏ mình mơ ước. Cảm ơn Hương Ca Cao rất nhiều vì đã dành bài hát hay này cho Lưu Hoàng. Hương Ca Cao là người sáng tác chính nhé. Odyssey chỉ sửa và sản xuất lại những cái gì phù hợp với Lưu thôi. Và cảm ơn Trình Thảo với cảm ơn Tùng đã cùng Odyssey thực hiện cái MV này trong vòng 6 tháng một năm trước. Và đây là một cái chuỗi sản phẩm sắp tới sẽ ra mắt. Mọi người thấy một Lưu Hoàng mới hoàn toàn khác với những cái Lưu Hoàng nổi loạn ngày xưa. Thực sự đó là một niềm mà em phải nói không biết cảm giác của em là lột tả hết như thế nào. Em rất là vui và rất là vinh dự khi được là anh Odyssey đặt niềm tin giao ước mơ của anh Si về một cái sản phẩm như thế này cho em. Thì cảm giác của em thực sự là em chỉ biết làm cố gắng tìm những cái đường lối diễn xuất cũng như là những nét đột phá để em có thể thoát ra khỏi hình ảnh của một cái Lưu Hoàng mọi người đã từng nhớ đến trong Yêu Em Dài Khờ. Thì đối với sản phẩm lần này, thực sự em cũng đang rất là hồi hộp và em chỉ biết được là cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ cho em đến giờ phút này. Đối với Lưu, Odyssey vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Bởi vì hồi trước thì chỉ là hát nhạc của Odyssey thôi, nhưng mà đến bây giờ đã có sự thay đổi một chút xíu, đó là anh Odyssey đã sáng tác cùng với lại nhạc sĩ khác. Bởi vì Odyssey là thầy của Lưu Hoàng, cho nên là Lưu Hoàng sẽ nghĩ là nghe theo những lời khuyên và những lời chỉ dạy của anh Si trong suốt những quãng đường sự nghiệp của mình, và mình sẽ cố gắng để làm sao cho cái tên Lưu Hoàng của mình nó thoát ra khỏi cái bóng của người thầy Odyssey mình.